Hãy biết trân trọng chuỗi mân côi như một món quà quý giá từ mẹ Maria. Chuỗi mân côi là một trong những biểu tượng thiêng liêng nhất của Kitô giáo, đặc biệt là đối với những người Công giáo. Đó không chỉ là một chuỗi hạt đơn thuần, mà còn là một món quà thiêng liêng được ban tặng từ chính mẹ Maria, với những lời hứa lớn lao về lòng thương xót và sự cứu rỗi. Qua việc cầu nguyện với chuỗi mân côi, các tín hữu được kêu gọi suy ngẫm về các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Từ đó, củng cố lòng tin, sự kiên nhẫn và lòng thương xót. Trân trọng chuỗi mân côi không chỉ là việc giữ gìn một nghi thức cầu nguyện, mà còn là việc nhận thức sâu sắc rằng đó là phương tiện đặc biệt để đến gần với Thiên Chúa và mẹ Maria. Chuỗi mân côi không phải là điều phát sinh ngẫu nhiên trong lịch sử giáo hội, mà nó là một lời mời gọi từ chính Đức Mẹ. Theo truyền thống, vào thế kỷ 13, mẹ Maria đã hiện ra với Thánh Đa Minh và trao cho Ngài chuỗi mân côi như một phương tiện để khuyến khích việc cầu nguyện và suy gẫm về các mầu nhiệm cứu độ. Từ thời điểm đó, chuỗi mân côi trở thành biểu tượng của lòng sùng kính mẹ và được lan truyền rộng rãi khắp giáo hội. Chuỗi mân côi là một món quà thiêng liêng, không chỉ vì nguồn gốc của nó, mà còn bởi những hứa hẹn mà mẹ Maria đã trao ban cho những ai thành tâm cầu nguyện qua chuỗi hạt này. Trong nhiều lần hiện ra tại Fatima, Lộ Đức và các nơi khác, mẹ Maria đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện mân côi. Đó là phương tiện giúp con người gắn kết với tình yêu Thiên Chúa, nhận lãnh ơn lành và sự bình an trong cuộc sống. Bởi vậy, trân trọng chuỗi mân côi là cách mỗi tín hữu đáp lại lời mời gọi của mẹ và tiếp nhận những ân sủng mà mẹ Maria đã hứa ban. Hôm nay, Giáo hội toàn cầu hân hoan mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi, một trong những lễ quan trọng nhắc nhở chúng ta về quyền năng của lời cầu nguyện qua chuỗi mân côi và sự hiện diện của mẹ Maria trong đời sống Kitô hữu. Khi nhắc đến Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta không thể không nghĩ đến hình ảnh mẹ Maria dịu dàng với chuỗi mân côi trong tay, mời gọi chúng ta đến gần Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện. Chuỗi mân côi không chỉ là những lời kinh lặp lại, mà chính là một hành trình thiêng liêng, giúp chúng ta suy ngẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu và sự tham gia đầy yêu thương của mẹ Maria vào mầu nhiệm cứu độ nhân loại. Chuỗi mân côi có một lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ thế kỷ 2, nhưng đặc biệt phát triển mạnh mẽ nhờ Thánh Đa Minh, người đã nhận được sứ mạng phổ biến việc cầu nguyện bằng chuỗi mân côi từ mẹ Maria. Chuỗi mân côi không chỉ là một phương tiện cầu nguyện cá nhân, mà còn là vũ khí thiêng liêng chống lại sự dữ, giúp ta kết nối mật thiết hơn với Thiên Chúa. Mỗi mầu nhiệm trong chuỗi mân côi mời gọi chúng ta chiêm ngắm các biến cố trọng đại trong cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Từ niềm vui trong mầu nhiệm nhập thể, đến sự đau khổ trong cuộc khổ nạn, và cuối cùng là sự vinh quang của sự phục sinh và lên trời. Khi chúng ta lần chuỗi, chúng ta không chỉ đọc kinh bằng môi miệng, mà còn suy ngẫm và đặt cuộc đời mình trong ánh sáng của những mầu nhiệm ấy. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều đối diện với nhiều thử thách, đau khổ và nỗi sợ hãi. Nhưng lời cầu nguyện với chuỗi mân côi mang lại sự bình an và sức mạnh. Mẹ Maria, qua chuỗi mân côi, đã từng hứa rằng những ai thành tâm cầu nguyện sẽ nhận được ơn sủng và sự bảo vệ từ Thiên Chúa. Điều này đã được chứng minh qua nhiều thời kỳ lịch sử, đặc biệt là trong trận chiến ở Lepanto năm 1571, khi giáo hội nhờ sự cầu bầu của mẹ mân côi đã chiến thắng được những nguy cơ xâm lấn. Hơn cả những câu chuyện lịch sử, chính bản thân mỗi người Kitô hữu cũng có thể cảm nhận được sự bình an nội tâm khi lần chuỗi mân côi. Trong chuỗi mân côi, chúng ta tìm thấy một nơi để dừng lại, suy ngẫm và đặt mọi lo toan khó khăn vào trong bàn tay của Thiên Chúa qua sự cầu bầu của mẹ Maria. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời của một người sống đức tin vững vàng và yêu thương sâu sắc. Mẹ đã luôn tin tưởng, phó thác cuộc đời mình vào thánh ý Chúa, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, từ lúc thưa lời xin vâng trong biến cố truyền tin, cho đến khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Cuộc đời mẹ là minh chứng rõ nét cho sự kiên vững trong đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa. Cầu nguyện với chuỗi mân côi không chỉ đơn thuần là việc đọc kinh, mà còn là hành động suy niệm sâu xa về các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu và mẹ Maria. Mỗi chuỗi hạt tượng trưng cho một phần trong câu chuyện cứu độ. Từ niềm vui khi Chúa Giêsu giáng sinh, sự đau khổ của người trên thập giá, cho đến sự vinh quang của sự phục sinh và vinh hiển của Đức Mẹ.
Việc suy niệm này giúp mỗi tín hữu thấu hiểu hơn tình yêu và sự hy sinh của Thiên Chúa dành cho loài người. Khi biết trân trọng chuỗi mần côi, chúng ta không chỉ suy nghĩ về các biến cố lịch sử, mà còn nhìn vào chính cuộc đời mình dưới ánh sáng của những mầu nhiệm đó. Đó là sự khuyến khích chúng ta sống một cuộc đời theo gương Chúa Giê-xu và Mẹ Maria với sự khiêm nhường, lòng yêu thương và sự vâng phục. Qua mỗi lần cầu nguyện, ta được mời gọi học hỏi, thay đổi và trưởng thành trong đức tin. Chuỗi mần côi cũng là một sợi dây vô hình kết nối mỗi tín hữu với Mẹ Maria và qua Mẹ đến với Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không chỉ nói chuyện với Thiên Chúa, mà còn gửi lời cầu xin và lòng biết ơn tới Mẹ Maria, người luôn cầu bầu cho chúng ta trước ngai Thiên Chúa. Chuỗi mần côi là biểu hiện của mối liên hệ sâu sắc giữa con người và đấng tạo hóa qua sự trung gian của Đức Mẹ. Việc trân trọng chuỗi mần côi không chỉ dừng lại ở việc sử dụng nó như một công cụ cầu nguyện cá nhân, mà còn là cách chúng ta khẳng định tình yêu và lòng sùng kính đối với Đức Mẹ. Mỗi chuỗi hạt, mỗi lời kinh kính mừng là dấu hiệu của lòng trung thành, sự tin tưởng và niềm hy vọng vào sự can thiệp của Mẹ Maria trong cuộc đời mỗi người. Chuỗi mần côi không chỉ là một phương tiện cầu nguyện, mà còn là một món quà quý giá từ Mẹ Maria, đem lại sự bình an, ơn lành và cứu rỗi cho những ai biết trân trọng và thực hành. Khi chúng ta cầu nguyện với chuỗi mần côi, chúng ta không chỉ nhớ đến những mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giê-xu và Đức Mẹ, mà còn sống trong sự an bình của lòng thương xót và sự hy vọng vào tương lai. Trân trọng chuỗi mần côi là cách chúng ta đáp lại tình yêu và sự hy sinh của Mẹ Maria và là con đường dẫn dắt chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa. Trong chuỗi mần côi, chúng ta không chỉ cầu nguyện mà còn học theo cách Mẹ sống, sự khiêm nhường, nhẫn nại và luôn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi noi theo Mẹ không chỉ trong việc cầu nguyện mà còn trong cách sống hàng ngày, biết yêu thương tha nhân, phó thác và tìm kiếm sự bình an nơi Chúa. Hôm nay, khi mừng kính lễ Đức Mẹ Mần Côi, giáo hội nhắc nhở mỗi người chúng ta về sức mạnh và giá trị của lời cầu nguyện với chuỗi mần côi. Dù cuộc sống có bận rộn hay gặp nhiều thách thức, mỗi người chúng ta vẫn có thể dành chút thời gian trong ngày để lần chuỗi. Không phải chỉ khi chúng ta có vấn đề mới tìm đến chuỗi mần côi, mà ngay cả trong những khoảnh khắc bình yên nhất, chuỗi mần côi cũng là cách để chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và sự phó thác. Chuỗi mần côi chính là sợi dây liên kết chúng ta với Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria. Khi chúng ta cầm chuỗi mần côi, hãy nhớ rằng Mẹ đang ở bên cạnh, hướng dẫn và đưa chúng ta đến gần hơn với tình yêu của Chúa Giê-xu. Lễ Đức Mẹ Mần Côi hôm nay là một cơ hội để chúng ta nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình. Hãy biết trân trọng chuỗi mần côi như một món quà quý giá từ Mẹ Maria và biến nó thành một phần không thể thiếu trong hành trình đức tin của chúng ta. Qua sự cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết kết nối với Ngài trong cầu nguyện, sống đời Kitô hữu bằng tình yêu, lòng phó thác và sự kiên nhẫn để chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và tìm thấy sự bình an trong tình yêu của Thiên Chúa.